Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, tiểu vương Herode nghe biết tất cả những gì đã xảy ra thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy. Kẻ khác nói ông Elia xuất hiện đấy. Kẻ khác nữa lại nói đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại. Còn vua Herode thì nói ông Gioan chính ta đã chém đầu rồi. Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay tiếp nối với bài tin mừng của ngày hôm qua, nghĩa là nói về việc Chúa Giêsu sai nhóm 12 đi loan báo tin mừng với quyền trừ quỷ và chữa lành bệnh tật. Và chắc hẳn đây là cái hiệu quả của lời công bố tin mừng mà các tông đồ đã thực hiện như mệnh lệnh của Chúa. Và hiệu quả của lời công bố đó đã gây tiếng vang, và người ta đã phải thắc mắc về cái nhóm này, hay đúng hơn là thắc mắc về chính Chúa Giêsu, bởi vì các tông đồ ra đi loan báo tin mừng, đi thi hành sứ vụ trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Và trong danh của Chúa Giêsu Kitô đấy thì các ông cũng chữa lành các bệnh tật rồi trừ quỷ. Và vì thế mà như hôm nay một cách cụ thể là tiểu vương Herode cũng phải phân vân về Chúa Giêsu. Khi phân vân về Chúa Giêsu như thế thì có nghĩa là muốn tìm cách để biết được Ngài. Ông cũng nghe người ta nói là có thể đó là một ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy, có thể là ông Elia xuất hiện, hoặc là một ngôn sứ nào đó sống lại. Nhưng mà vua Herode thì nói rằng ông Gioan chính ta đã chém đầu rồi, vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Herode phân vân và hỏi về Chúa Giêsu. Thưa quý ông bà và anh chị em, đối với chúng ta đã rõ ràng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Ngài đến để trao ban cho con người tình thương, lòng thương xót của Chúa. Ngài đến để kêu gọi những con người tội lỗi sám hối ăn năn để được sống trong tình thương dạt dào của Chúa, được sống trong sự sống dồi dào của Ngài. Và như trong tin mừng Luca thì nói Chúa Giêsu là đấng đã đến để tìm kiếm những gì đã mất. Và vì vậy mà thưa quý ông bà và anh chị em, chính Chúa Giêsu Ngài đã đến, Ngài mở ra một thời mới, một thời của ơn cứu độ, thời của Thiên Chúa chấp nhận, đón nhận con người bằng lòng thương xót của Ngài. Và như vậy bây giờ tất cả những ai đón nhận lấy Chúa Giêsu thì đều bước vào trong thời mới, thời của ơn cứu độ. Trong sách giảng viên, trong bài đọc thứ nhất hôm nay, tác giả có nói tới ở dưới ánh mặt trời này chẳng có gì là mới cả, không có gì mới. Chuyện gì xảy ra từ ngàn xưa thì bây giờ cũng xảy ra, mà những gì xảy ra thì ngàn năm sau tới đây cũng sẽ xảy ra như thế. Trong thời của tác giả sách giảng viên thì thấy lịch sử như thể lặp đi lặp lại, các vấn đề như thể lặp đi lặp lại, không có gì mới cả. Nhưng mà thưa quý ông bà và anh chị em, từ khi Chúa Giêsu xuất hiện thì một thời mới đã xảy đến. Điều mới đã được trao ban cho nhân loại chúng ta, cho con người chúng ta, và một cách cụ thể là cho những người tin vào Chúa Giêsu Kitô. Một thời mới đã xảy đến, đã xuất hiện. Và như vậy là Chúa Giêsu Ngài mang đến thời của ơn cứu rỗi, thời của sự tha thứ, của sự chấp nhận của Thiên Chúa cho con người chúng ta được sống trong vinh quang của Ngài. Thế trong tư cách là những người tin vào Chúa Giêsu, chúng ta đang sống trong một thời mới. Chúng ta mang lấy chính tâm tình của Chúa, của Chúa Giêsu. Và như vậy làm sao bây giờ trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đấy, đời sống đức tin của mình, thì làm sao ta lại có thể để cho người khác chất vấn, hoặc đúng hơn là người ta hỏi về chính chúng ta. Chúng ta là ai vậy? Là những người nào? Và để cho người ta tìm được câu trả lời, đó là
những người tin vào Chúa Giêsu, tức là những con người được biến đổi, những con người được đổi mới để bây giờ sống một cách hiện thực tình thương của Thiên Chúa, nguồn bình an của Chúa, sự công chính của Chúa trong chính đời sống của chúng ta. Và thưa quý ông bà và anh chị em, sống lòng chạnh thương, sống sự tha thứ và sống đức công chính, đó chính là ơn gọi và sứ vụ của mỗi người Kitô hữu chúng ta được mời gọi sống và thi hành trong thế giới chung quanh chúng ta.